Bây giờ thì thân ái chào tạm biệt. Những bông hoa xinh đẹp của ngành truyền hình cả nước sẽ cùng hội tụ và khoe sắc tại Duyên dáng truyền hình 2009. Hãy đón xem các nữ phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình của những đài truyền hình thể hiện sự duyên dáng, bản lĩnh với nhiều phần thi hấp dẫn và ấn tượng. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2008. Chung kết xếp hạng ngày 2 tháng 1 năm 2009 tại nhà hát truyền hình Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Đón Giáng sinh của cộng đồng người Việt tại California. Đến thăm thành phố vườn, một tên gọi dành cho Singapore với những không gian xanh lý tưởng bậc nhất thế giới giữa lòng thành phố. Đó là những nội dung của chương trình Từ Bốn Phương Trời phát sóng vào lúc 15 giờ 10 phút ngày thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2008 trên kênh HTV9. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Nhà bạn có HTV chưa? Chưa, có gì hay không? Tuyệt vời, hình ảnh cực đẹp, âm thanh cực hay. Dữ không? HTVC đang khuyến mãi đó nha. Giá đầu thu chỉ còn 3.800.000. 6 tháng xem chương trình HD miễn phí, 1 năm xem chương trình SD khỏi trả tiền. Trời ơi, quá đã, gọi đâu đây? Còn không biết nữa. 04746 gọi liền đi. Ok, cảm ơn nha. Tiếng kêu ở đâu đó gần đây. Hai người phải chết. Hai người phải chết. Dừng tay lại. Ta thật không ngờ trốn nhân gian có kẻ tâm không còn những tin, nở ra tay sát hại người hiền mà quyết không tha mãn ngày tội chết. Thưa quý vị, chương trình truyền hình từ 19 giờ tới nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ vui khúc độc giao, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chương trình thần tượng âm nhạc, 21 giờ 30 phút chúc mừng sinh nhật, 22 giờ phim truyện Việt Nam sống đời tập 11, 22 giờ 50 phút tin trong nước, 23 giờ 5 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 9, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày, tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 27 tháng 12 gồm có 0 giờ 20 phút sân khấu về khuya cải lương, ngày hôm qua không phải là quá khứ, 2 giờ bình luận âm nhạc, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 10, 3 giờ 30 phút thế giới đó đây, động vật nuôi con, 4 giờ khéo tay hay làm, cơm cá sốt cay tay cầm, 4 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.